Trại Cá Kiển Đài Minh mến chào quý anh chị các bạn. Nhân dịp lễ 2 tháng 9, ngày lễ lớn và cũng là ngày lễ lớn trong năm, trong phần 329 trong tuần này, anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta. Tất cả những mã số trên đây đều có chương trình khuyến mãi, khi anh chị các bạn mua một con trống bất kỳ sẽ tặng một con máy cùng loại. Mình có thể về làm giống hoặc là mình trưng bày cho có đôi có cặp. Tiếp theo sẽ là dòng đơn sắc, dòng Super Red Thác Môn. Còn cái này cái máy của nó nè các bạn. Hoặc là nhà mình có con trống rồi, anh chị các bạn muốn mua con máy, ví dụ như thích con máy của màu trắng như con máy này, có tay bơi to, thì anh chị các bạn cứ soạn tin nhắn phần 329 mã số cá máy số 03, hoặc là bất kỳ các mã số này. Đó là ở các phần tiếp theo nha các bạn. Trong phần này thì có chương trình mua trống tặng máy rồi. Anh chị các bạn mua một con trống sẽ có khuyến mãi tặng thêm một con máy cùng loại. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo. Anh chị các bạn thích màu tím hoa cà, màu tím đậm thì có thể chọn con này. Cô chú anh chị các bạn đặc biệt yêu thích một số dòng cá beta có tay bơi thì có thể chọn màu tím, màu xanh, màu trắng, hoặc là những dòng Dumbo Gold, Dumbo Dứa. Bên trại mở cửa tất cả những ngày lễ Tết trong năm. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh mà có dịp lên Sài Gòn chơi thì có thể ghé qua. Nếu mà mình không tiện đi lại thì anh chị các bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Sau đó bên trại sẽ gửi danh sách giá của tất cả những dòng cá beta qua. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Anh chị các bạn thích nhiều màu sắc có tay bơi to, màu xanh, màu trắng, màu đỏ phối với nhau thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là dòng đơn sắc của dòng Super. Anh chị các bạn yêu thích màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Anh chị các bạn yêu thích dòng rồng size to thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là dòng Rizzo. Anh chị các bạn yêu thích những phông nền sáng màu tươi thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là màu xanh đen. Ngoài một số dòng cá beta anh chị bạn đang xem thì bên trại còn rất là nhiều dòng cá khác, như là cá bảy màu thì có trên 30 loại. Và tất cả những dòng cá bảy màu thì mình sẽ cập nhật liên tục tất cả những dòng mới. Tiếp theo sẽ là dòng anh chị các bạn thích bộ sưu tập của rồng thì có rồng đen, rồng đỏ, rồng vàng. Tiếp theo sẽ là dòng Koi Nemo. Tất cả những dòng cá bên trại quay lên trong tuần này phần 329 sẽ có chương trình khuyến mãi. Mua một con trống sẽ có tặng thêm một con máy. Tất cả những dòng cá bên trại quay lên đều có trống máy đầy đủ. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta thì hôm nay trong chương trình lễ 2 tháng 9, một ngày lễ lớn nhất trong năm, thì bên trại có chương trình khuyến mãi. Anh chị các bạn mua một con trống bất kỳ
sẽ có tặng thêm một con mái nha các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Cooper Lux. Anh chị các bạn yêu thích dòng đuôi tour thì bên trại có cập nhật thêm dòng đuôi tour trắng và dòng đuôi tour resort. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá đơn sắc thì bên trại có màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu đen. Hoặc là mình thích nhiều màu sắc hơn thì có dòng Nemo. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một màu đơn sắc thì có thể chọn con này, số 33 và số 34. Đuôi tua dòng resort rất đẹp luôn các bạn. Hôm nay cá lớp đủ size rồi, mình quay lên để anh chị các bạn thích con nào thì có thể chọn con đó. Bên trại thì quay lên rất là nhiều dòng cá như là cá beta anh chị bạn đang xem trong phần 329 trong tuần này. Hoặc là mình thích một số dòng cá vàng. Cá vàng thì có dòng Ranchu, Uranda, dòng Red Cap. Hoặc là anh chị các bạn những con tròn tròn ú ú dễ thương như dòng Binh Bông thì cũng có đủ các size. Tiếp theo sẽ là dòng Nemo. Anh chị các bạn yêu thích dòng đa sắc thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là con rồng đỏ và rồng vàng các bạn đều có đuôi dài và dòng đuôi ngắn. Anh chị các bạn thích những con giải bắp màu trắng tinh, đuôi đỏ đậm, hoặc là mình muốn tìm cá giống về cho sinh sản thì anh chị các bạn có thể đặt trong tuần này. Trong tuần này thì bên trại sẽ khuyến mãi một tuần, anh chị các bạn tới trại hoặc là mình ở nhà mua hàng thì đều có chương trình khuyến mãi là mua một con trống sẽ tặng một con mái cùng loại. Anh chị các bạn yêu thích hồng nền đỏ thì mình có thể chọn con này, dòng Super Red. Nếu mà nhà mình có màu xanh với màu đen rồi các bạn, anh chị các bạn thả màu đỏ vào rất là sáng. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn tin, soạn tin nhắn phần 329. Sau đó nhắn trực tiếp qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại sẽ báo giá lại kèm theo các mã còn hoặc là hết để anh chị các bạn ở tỉnh có thể tham khảo đặt hàng. Có nhận ship code tất cả tỉnh thành, ship code cá beta và bảy màu và quý kiếm thôi nha các bạn, hoặc là sọc mũi cánh tiên. Còn như cá coi thì không có ship code được. Có rất là nhiều anh chị các bạn order xong rồi hỏi cá coi sao không phải giao tới đi nhận tiền, cá coi đâu có thể nào mà ship code được các bạn, vì cá coi nó cần cái lượng oxy rất là lớn. Khi ship đi thì phải bơm oxy để vô thùng xốp. Còn ship xe thì có thể ship xe phương trang hoặc là xe khách. Anh chị các bạn ở gần thì bên trại sẽ cho gác bờ nó giao qua. Còn những dòng cá này nó đơn giản lắm các bạn, đi 3 hoặc là 5 ngày đều được bình thường. Tiếp theo sẽ là dòng cam đốm. Anh chị các bạn yêu thích màu cam có chấm bi màu đỏ thì có thể chọn những con này. Mình có để hai con trên đây, anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Đối với cá bảy màu thì có chương trình khuyến mãi khi anh chị các bạn mua 3 cặp sẽ tặng thêm một cặp. Còn riêng về cá beta, anh chị bạn mua trống sẽ có chương trình tặng thêm cá mái.
Cái máy là máy cùng dòng đó các bạn, là máy đẹp về cho sinh sản. Một màu trắng tinh của dòng đuôi tươi. Tiếp theo sẽ là dòng gồng gôn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá size to, nghiêng về nền vàng thì có thể chọn con này. Anh chị các bạn thích mình đen đuôi đỏ thì có thể chọn con đuôi tươi này. Đuôi tươi mình đen đuôi đỏ. Tiếp theo sẽ là một cặp của dòng Super. Anh chị các bạn yêu thích màu vàng thì có thể chọn những con size này, size rất là to luôn các bạn. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Nếu lúc nào có thời gian thì anh chị các bạn có thể dẫn gia đình hoặc là bạn bè ghé qua để lựa một số dòng cá beta 7 màu, đá hán, cá dĩa, còn cá koi hoặc là cá sư tử thì số lượng rất là nhiều. Anh chị các bạn, nếu mà mình có hồ thủy sinh hoặc là hồ Nam Bộ, cô chú anh chị các bạn chưa biết thả dòng gì thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo để mình có thể được tư vấn nha các bạn. Size rất là to luôn của dòng Hatmoon, dòng Super. Hoặc là mình thích dòng đơn sắc như màu trắng thì có thể chọn con này, dòng Latium. Và đặc biệt là con này nó có hai cái tay bơi nữa các bạn, dòng Dumbo White Hatmoon. Thời gian qua dòng Dumbo Blue được rất là nhiều anh chị các bạn lựa chọn để đặt hàng. Những con tay bơi to màu xanh đậm. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh thì rất là dễ đặt hàng. Thời gian gần đây thì bên công ty có thay đổi một số chính sách, có nhận ship code tất cả tỉnh thành. Nếu mà mình không có thời gian đi lại để nhận hàng quá, hoặc là không có thời gian để chuyển tiền, thì anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là qua số điện thoại, nhắn những cái mã số này qua. Sau đó bên trại sẽ lên đơn rất là nhanh để anh chị các bạn có thể nhận một số dòng cá này để về mình trưng bày hoặc là mình làm quà biếu tặng bạn bè. Ngoài ra thì trong phần 329 tuần này, nhân dịp ngày lễ lớn thì bên trại có chương trình khuyến mãi. Khi anh chị các bạn mua một con trống bất kỳ sẽ có tặng thêm một con mái. Mái là cùng loại với cái trống đó các bạn. Mình có để một cặp ở đây, anh chị các bạn thích màu nào thì có thể chọn màu đó. Thích màu đỏ cũng có, màu vàng cũng đó. Màu vàng thì chọn số 61, số 2. Còn một cặp này sẽ là 66 và 67 của dòng Super. Tiếp theo sẽ là màu xanh đen, size rất là to. Tiếp theo sẽ là rồng đỏ hát môi. Anh chị các bạn yêu thích dòng cam đốm thì có thể chọn số 70. Mình có để một cặp ở đây, dòng đơn sắc hoặc là đa sắc hoặc là dòng rồng. Hôm nay rồng vàng đủ size các bạn,
size to. Anh chị các bạn thích màu trắng với màu vàng phối nhau thì có thể chọn con này. Dòng nào size to, màu đẹp thì bên trại sẽ quay lên. Cô chú anh chị các bạn lỡ có xem trong video tuần này mà thiếu một số màu cá anh chị các bạn đang tìm thì có thể đón xem vào thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau thì bên trại sẽ cập nhật một video đầy đủ tất cả các màu sắc. Con Super Red rất là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo luôn. Anh chị các bạn yêu thích những con size to của màu xanh có tay bơi to thì có thể chọn con này. Hôm nay bầy Dumbo Gold này lớn rồi các bạn. Mình sẽ quay lên để anh chị các bạn thích dòng Dumbo Gold thì có thể chọn những con này. Những con này là dòng Dumbo Gold F1 của cá Thái. Anh chị các bạn thích màu vàng gold có tay bơi to thì có thể chọn số này. Tiếp theo sẽ là màu tím hoa cà. Anh chị các bạn yêu thích dòng Dumbo màu tím. Ở trên đây đều có cái mã số, anh chị các bạn thích con nào thì có thể chọn con đó. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo Gold. Dumbo Gold thì nó phối hai tông màu, màu xanh và màu vàng. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo màu dứa. Ngoài một số dòng cá beta anh chị bạn đang xem thì bên trại còn rất là nhiều dòng cá cảnh khác, đặc biệt là số lượng cá bảy màu rất là nhiều. Tiếp theo sẽ là số 86. Mỗi con trên đây đều có cái mã số, khi anh chị các bạn thích mã số nào chỉ cần soạn tin nhắn phần 329 mã số yêu thích gửi trực tiếp qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Sau đó bên trại sẽ gửi bảng giá qua, anh chị các bạn thích con nào thì chốt lại. Tiếp theo sẽ là một cặp của dòng Latium, dòng Dumbo White. Màu trắng tinh. Anh chị các bạn yêu thích dòng rồng tuyết đỏ thì có thể chọn con này. Rồng thì có rồng đen, rồng đỏ, rồng vàng. Anh chị các bạn thích bộ rồng thì có thể làm một bộ sưu tập những dòng cá cổ điển. Ngày xưa thì chỉ có rồng là đầu tiên ra đó các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Durim. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá màu trắng với màu xanh phối nhau thì có thể chọn con này. Lurim hoặc là bò sữa thì bên trại đều có đầy đủ hết các bạn. Tiếp theo sẽ là con bò sữa. Anh chị các bạn thích màu xanh nhiều, màu trắng ít thì có thể chọn con này.
Anh chị các bạn thích một số dòng dạ quang neon mà mình ép với dòng coin thì nó sẽ ra con 94 này. Con này thì nó dễ phân biệt lắm các bạn. Anh chị các bạn nhìn con mắt của nó là sẽ dễ phân biệt hơn. Mắt của nó là dòng mắt xanh. Nếu mà mình kêu của dòng cá bảy màu và một số dòng cá dĩa thì mình kêu nó cặp mắt nó giống như dòng Amino các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Double Tail. Anh chị các bạn thích những con tròn tròn ú ú dễ thương như con nhím thì có thể chọn con này. Dòng Double Tail hai đuôi. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một màu đơn sắc thì có dòng Super Red. Mỗi một con trên đây đều có cái mã số, anh chị các bạn thích con nào chỉ cần nhắn tin đặt hàng bằng cách chọn tin nhắn phần 329 rồi nhắn tin cái mã số qua. Sau đó bên trại sẽ gửi bảng giá và những mã số nào còn hoặc là hết. Sau đó anh chị các bạn chốt lại rồi cho tên với địa chỉ nữa là xong một đơn các bạn, rất là nhanh. Còn nếu mà mình đã mua hàng rồi thì không cần phải nhắn tên với địa chỉ. Tiếp theo sẽ là dòng Nemo. Tiếp theo sẽ là con Corret Galaxy. Con này nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Anh chị các bạn thích nho những con vải nhuyễn nghiêng về Corret thì có thể chọn con này. Size rất là to, màu rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là dòng cao cấp của dòng Corret Galaxy. Corret các bạn, dòng Corret Galaxy. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần soạn tin nhắn phần 329. Ví dụ như mình thích con số 103 này thì soạn phần 329 mã số 103, sau đó nhắn trực tiếp qua Zalo hoặc là nhắn trực tiếp qua số điện thoại. Sau đó bên trại sẽ gửi bảng giá qua để anh chị các bạn ở tỉnh có thể tham khảo đặt hàng. Có nhận ship code tất cả tỉnh thành các bạn, ship code của Capita và bảy màu và một số dòng quý kiếm nha các bạn, hoặc là sọc ngựa cánh tiên. Còn những dòng cá con hoặc là cá vàng thì không có nhận ship code, anh chị các bạn lưu ý với mình, tại vì những dòng đó không có chịu lâu được, đi thời gian lâu thì nó không có khỏe được các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng coi Tiger. Tiếp theo sẽ là dòng Black Red Cooper. Anh chị các bạn thích những con giống như con heo bôi thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là con lắc lu. Anh chị các bạn thích những con màu tươi thì mình có thể chọn con này. Màu rất là sáng luôn các bạn. Tuy là cái tên lắc lu màu tối nhưng mà cái phông nền của nó nghiêng về nền xanh nhiều hơn, cho nên màu con cá rất là sáng. Có hai cái tai bơi nó rất là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo sẽ là con bò sữa. Anh chị các bạn thích màu xanh trắng phối với nhau thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là dòng Samurai. Anh chị các bạn thích những phông nền tối thì có thể chọn con này. Thường thì một số dòng demo anh chị các bạn mà đã chơi rồi thì cũng biết nó rất là nhiều màu sắc các bạn, vàng có, đỏ có, xanh có, đen có.
Anh chị các bạn thích màu đỏ, màu xanh phối nhau thì có thể chọn số 112. Hôm nay thì có chương trình khuyến mãi, anh chị các bạn mua một con trống bất kỳ sẽ tặng thêm một con mái cùng loại. Nên chị các bạn có thể về trưng bày cho có đôi có cặp, hoặc là mình có thể về cho sinh sản. Anh chị các bạn thích nhiều màu sắc của dòng Nuticolor thì có thể chọn không? Tiếp theo sẽ là dòng Blue Dream. Trại các kiểu Nam Anh mến chào quý anh chị các bạn. Kính chúc cô chú anh chị các bạn gần xa có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Trong tuần này bên trại sẽ cập nhật thêm phần 329. Tất cả những dòng cá bên trại quay lên đều có trống mái đầy đủ. Cô chú anh chị các bạn yêu một số dòng cá về cho sinh sản, hoặc là mình làm giống nhân dịp lễ lớn thì bên trại có chương trình khuyến mãi tặng cá mái. Khi anh chị các bạn mua trống kèm những mã số cá mái, hoặc là anh chị các bạn bắt cá mái thêm của một số mã cá trống nào, thì anh chị các bạn cứ nhắn tin qua. Ví dụ như nhà mình đang có con trống của dòng Blue Dream rồi, mình muốn bắt con mái thì anh chị các bạn chỉ cần nhắn tin cá mái số 115. Tiếp theo sẽ là dòng Nemo. Anh chị các bạn đặt hàng rất là đơn giản, chỉ cần soạn tin nhắn phần 329 mã số 116. Rồi nếu mà mình đã đặt hàng rồi thì không cần phải nhắn địa chỉ qua. Còn nếu mà lần đầu tiên mình đặt hàng thì anh chị các bạn lưu ý nhắn tên, địa chỉ với lại số điện thoại nhận hàng. Nhắn qua Zalo hoặc là qua số điện thoại đều được các bạn. Hôm nay những con coi Nemo rất là đẹp. Anh chị các bạn thích nhiều màu sắc thì có thể chọn những con này. Con này là cái mặt nạ bên đây, nó full mặt nạ nè các bạn. Nhìn rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là rồng vàng. Anh chị các bạn thích màu trắng đuôi vàng thì có thể chọn con này. Những con này thì trưng lên nó màu nó tươi lắm. Tiếp theo sẽ là con rồng đỏ. Cô chú anh chị các bạn yêu thích bộ sưu tập của rồng thì có thể chọn số 118 và số 119. Tiếp theo sẽ là dòng cá thái. Anh chị các bạn yêu thích dòng Island Cooper hoặc là màu xanh dương, xanh lá đều có đầy đủ hết các bạn. Những dòng Island thì bên trại không có chương trình khuyến mãi tặng mái nha các bạn. Cũng như tất cả những video trước đây thì mình chỉ áp dụng đối với một số mã khác thôi. Còn riêng về dòng Island là không có tặng mái. Tiếp theo sẽ là màu xanh dương. Anh chị các bạn thích một màu thì có thể chọn con này. Còn con này sẽ là màu xanh lá. Con này là màu xanh lương số 126. Anh chị các bạn thích màu xanh lá thì có thể chọn số này, số 125.
Anh chị các bạn thích nền vàng thì có thể chọn con này, dòng coi thay. Lâu lâu thì nó sẽ có một con. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta độc lạ thì có thể chọn con này, giống như con Tancho đó các bạn, Tancho coi double tail. Anh chị các bạn yêu thích dòng Samurai thì có thể chọn con. Con coi Tiger này rất là ngầu luôn các bạn, vừa đen vừa vàng phối với nhau. Anh chị các bạn yêu thích dòng coi vàng thì có thể chọn số 100. Ngoài một số dòng cá beta anh chị bạn đang xem, nếu có vô tình xem được video này, nhìn bên góc tay phải có cái chữ đăng ký, anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi tất cả những video về tất cả những dòng cá cảnh khác. Đặc biệt là số lượng cá beta nè và cá bảy màu rất là nhiều. Anh chị các bạn cửa hàng cần hàng sỉ của một số dòng cá beta bảy màu, cá chép hoặc là tất cả những dòng cá thủy sinh khác thì vui lòng nhắn tin đặt hàng qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng một số dòng cá thì có thể xem vào video vào sáng thứ tư hàng tuần. Còn nếu mà anh chị bằng mua sỉ thì có thể nhắn tin, bên trại sẽ báo lại tất cả những dòng cá bên trại đang có cá lớn để anh chị các bạn có thể về mua đi bán lại. Tiếp theo sẽ là dòng Nemo. Anh chị các bạn yêu thích những phong nền sáng màu tươi thì có thể chọn con này, màu rất là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng lắc lu. Anh chị các bạn thích những con lắc lu đầu trắng thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là xanh dương, xanh lá và cam và đỏ, đầy đủ tất cả các màu trong một con luôn các bạn. Anh chị các bạn nhìn cặp mắt của nó thì mình sẽ phân biệt được. Tiếp theo sẽ là dòng lắc lu. Anh chị các bạn yêu thích màu xanh đen phối nhau thì có thể chọn con này. Hôm nay có chương trình khuyến mãi, anh chị các bạn mua một con trống sẽ có chương trình khuyến mãi tặng thêm một con mắt. Ở trên mỗi một cái keo đều có cái mã số, anh chị các bạn thích con nào thì có thể chọn con đó bằng cách soạn tin nhắn phần 329 rồi nhắn cái mã số qua. Sau đó bên trại sẽ báo lại con đó còn hoặc là hết và kèm theo cái mã số cá mái nếu anh chị các bạn đặt thêm cá mái. Tất cả những dòng cá bên trại quay lên đều có trống mái đầy đủ. Ví dụ như nhà mình, tất cả những dòng cá bên trại quay lên đều có trống mái đầy đủ. Nếu mà nhà mình có con trống Super Red này rồi mà mình đang tìm cá mái thì anh chị các bạn chỉ cần soạn tin nhắn phần 329 mã số 139 cá mái. Còn nếu mà mình thích cá mái để về cho sinh sản thì trong tuần này có chương trình mua trống tặng. Anh chị các bạn mua bất kỳ tất cả những dòng cá trống trong video sẽ có tặng thêm một con mái, trừ dòng Island. Tiếp theo sẽ là dòng đơn sắc. Mình có để hai con màu đỏ ở đây, anh chị các bạn thích số 139, số 140 thì có thể nhắn tin qua. Cô chú lớn tuổi không tiện nhắn tin thì có thể điện thoại qua. Tiếp theo sẽ là dòng Super Gold.
những bản màu rất là tươi của dòng Blue Dream. Tiếp theo sẽ là cách phối màu rất là đẹp của dòng con Tiger. Con này đẹp lắm luôn các bạn. Màu nó rất là sáng. Con này dễ thương lắm các bạn. Dòng Black Cooper. Anh chị các bạn thích những con nhỏ nhỏ dễ thương thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là dòng Black Red Cooper. Anh chị các bạn học phong thủy màu đỏ, màu đen hoặc là cộng thêm màu xám xi măng thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là dòng Cooper Cam Trọc Dusita. Mỗi một con trên đây đều có cái mã số. Anh chị các bạn thích con nào thì nhắn tin qua qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Hiện tại thì Zalo nó đã full bạn bè rồi các bạn. Mình không có đồng ý hết lời mời. Anh chị các bạn đặt hàng cứ nhắn tin qua bình thường. Tiếp theo sẽ là dòng Blue Dream. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh nếu có dịp lên Sài Gòn chơi thì có thể ghé qua bằng cách mình lên Google á, mình gõ trại cá kiển Diamond trên Google, nó sẽ hiển thị dẫn tới nhà. Tiếp theo sẽ là dòng Nemo Galaxy. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng Nemo form chuẩn đẹp thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là dòng Corret Galaxy. Con này Dusita rất là chuẩn luôn các bạn. Vải nhiễn. Hôm nay rất là nhiều cá đẹp để anh chị các bạn thỏa thích đi lựa chọn đặt hàng. Ngoài một số dòng cá anh chị các bạn đang xem thì bên trại còn rất là nhiều dòng cá cảnh khác, đặc biệt là một số dòng cá thị sản. Cô chú anh chị các bạn có vô tình xem được video này cho mình xin một lượt like. Cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều. Mến chúc tất cả anh chị các bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Con này vàng áo rất là đẹp luôn các bạn. Anh chị các bạn thích những con chấm bi đều thì có thể chọn con này. Tiếp theo sẽ là con bò sữa. Anh chị các bạn thích màu xanh nhiều trắng ít thì có thể chọn con này. Con này mới đúng là con Corret này các bạn.
chỉ màu đỏ thôi. Anh chị các bạn thích dòng coi red ít màu đen đỏ nhiều thì có thể chọn con. Anh chị các bạn yêu thích dòng Cooper Duster thì có thể chọn con này, màu rất là sáng luôn các bạn. Từ số 01 cho tới số 160 tất cả đều là cá trống. Anh chị các bạn thích cá mái thì trong tuần này có chương trình mua trống tặng mái. Còn con này là rồng cam, anh chị các bạn thích rồng cam thì có thể chọn con này. Con rồng vàng này rất đẹp luôn các bạn. Anh chị các bạn thích những con Duster màu vàng đậm thì có thể chọn con này. Anh chị các bạn yêu thích dòng Cooper Duster thì có thể chọn con này. Dòng Cooper Gas. Tiếp theo sẽ là con Corvette trong tuần này. Từ số 01 cho tới số 160 tất cả đều là cá trống. Anh chị các bạn yêu thích dòng một số dòng cá mái thì bên trái có chương trình mua trống tặng mái. Anh chị các bạn đứng ở ngoài nhìn vô đẹp lắm các bạn, muôn màu muôn sắc. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.